Rồi, xin chào quý vị, chào tất cả anh chị em. Ngày mới Thanh Phú kính chúc quý vị, toàn thể tất cả quý anh chị em thật nhiều nhiều sức khỏe. Thì cùng video mới lại đến vườn cây quen thuộc của anh Đoan, thành phố Quy Nhơn. Thì hôm nay anh chia sẻ gửi đến quý vị một số tác phẩm cây tại vườn nhà. Rồi, sau đây kính mời quý vị cùng anh chị em cùng xem hết video và nhớ đăng ký kênh, bấm quả chuông, coi chừng tất cả để xem những video mới nhất mà Thanh Phú đăng lên. Rồi, kính mời quý vị. Chào anh. Xin chào Thanh Phú. Xin chào tất cả các anh chị em chơi bonsai trên toàn quốc. Hôm nay cũng là một ngày mới. Nhà vườn Đoan cũng xin giao lưu với anh chị em một số tác phẩm của cây miền Trung. Lời nói đầu tiên, nhà vườn Đoan cũng xin chúc anh chị em một ngày mới tràn đầy hạnh phúc. Sau đây nhà vườn Đoan cũng xin giới thiệu tác phẩm của nhà vườn Đoan đến với anh chị em. Rồi để giới thiệu với anh chị em một cái tác phẩm đầu tiên là tác phẩm sơn liễu. Cây sơn liễu này được nhà vườn nuôi nhiều năm, cây tàn là bài bản. Xin giới thiệu với anh chị em là cây sơn liễu này là nó sống nhờ cái rễ đây, còn toàn bộ bên đây là nó bị lúa hết. Nghe nó nhờ cái rễ đây này, nhưng mà cái rễ này rất hay, nó quèn quèo nó lên đổ bộ tàn rất dễ thương. Đây cái đa về cái bộ lúa của nó nằm đây, nhưng mà không phải ghép nha các bạn, đây là cây riêng nha, bộ lúa riêng nha, tầm mini nhỏ gọn. Rồi sau đây nhà vườn Đoan cũng xin ra cái thông số của cái cây sơn liễu. Cây có chiều cao là 22, cái tán ngang là 37, cái hoành luôn cái lúa trong đây mình đo với các bạn là cái hoành luôn cái lúa đây là 15, nằm trên chiếc chậu lục giác là 22 củ bì. Rồi quay một vòng nữa cho anh chị em coi cái bộ tàng của cây sơn liễu đây, này rất dễ thương. Nếu anh em nào mà sở hữu tác phẩm mini như thế này là vừa để trên cái bàn trà hay trên cái cửa sách là rất dễ thương. Được. Rồi sau đây mình xin báo giá cái cây sơn liễu số 1. Cây có giá giao lưu với anh chị em cho bonsai là 1,5 triệu giao lưu tại vườn. Nhà vườn Đoan là có cái địa chỉ ở thành phố Quy Nhơn. Số điện thoại là 0905 955 644. Anh chị em nào yêu thích những tác phẩm của nhà vườn Đoan thì xin điện thoại qua số điện thoại trên màn hình. Xin nhắc với anh chị em là nhà vườn Đoan sau khi giao lưu tác phẩm có trách nhiệm là đóng bao bì gửi đến cho các bạn tại nhà. Rồi tiếp theo nhà vườn Đoan giới thiệu tác phẩm thứ hai là cây dúi. Cây này có bờ đế lung lục, cây tặng nó tóc u đây này. Đường đi của cây là cây đường của cây, cây đây là thớ hồi đầu trực lách dáng hồi đầu. Đây nó có cục bự lắm mà chân đế là vững vững vàng.
Rồi sau đây nhà vườn đâu cũng xin báo cái thông số của cây dưới. Cây có chiều cao là 37. Cao 37. Tán ngang là 42. Hoành eo ở đây là 16. Hoành bởi gốc. Bởi gốc là 46. Khá to. Nằm trên chiếc chậu lục giác 35 phủ bì. Mình quay một vòng nữa rồi cho anh em tham khảo rồi báo giá. Rồi mình xin báo giá giao lưu tác phẩm thứ hai là cây dúi. Với giá đến với anh chị em cho bonsai là cái giá 2 triệu. Giao lưu tại vườn 2 triệu. Rồi để tiếp theo chương trình giao lưu ngày hôm nay, nhà vườn đo cũng xin giới thiệu tác phẩm thứ ba là cây sâu cát. Cây này cũng là cây kim tiền các bạn. Xin nhắc với các bạn, cây này là cây phôi. Cây nào nhà vườn bán cây thuộc và nó cây thuộc, bán cây phôi là nó cây phôi. Cây này là nó còn phôi. Nhà vườn là mới đào tạo được có một năm nay thôi. Đó, anh em là sở thích nuôi phôi thì hãy nghiên cứu tác phẩm này cho kỹ rồi đem về nuôi. Cây ta dán đến lục lục đàn bay liền cốt mà. Liền cốt một cốt á. Rồi sau đây nhà vườn đo cũng xin đo cái thông số của cái cây sau khác. Đây có chiều cao là 40. Cao 40. Tán ngang là 45. Tán là 45. Hoành eo là 37. Hoành gốc mình không đo hết cái chân rễ đâu nha các bạn. Hoành gốc tại đây là 51. Nằm trong chiếc chậu hình chữ nhật là 60. Nhân 40. Đây có bốn chữ đẹp lắm. Liền nè. Rồi sau đây nhà vườn đoan cũng xin báo giá đến với anh chị em chơi bonsai là giá tác phẩm sau cách là 2 triệu. Mình xin nhắc lại với các bạn chơi bonsai, cây này là cây phôi và giá giao lưu của nó là 2 triệu giao lưu tại vườn. Còn khi ship hàng, anh em nào cảm thấy cái chậu này nặng quá thì mình sẽ báo bầu mình ship đi. Chậu này là chậu đá mài. Rồi tiếp theo giao lưu với anh chị em cho bonsai một tác phẩm thứ tư là cây hải châu. Cây này có một bệ hai thân. Cây các bạn sử dụng cây mẫu tử cũng được mà cây hương tử cũng được. Tùy theo kết quả của tên. Cây một bệ hai thân. Đường đi cây này cũng hay lắm các bạn. Cái thân là lách. Hai thân đều lách. Trên tây tàn là nhà vườn cũng đang định hình một số nhôm để cho cái cây nó định hình hoàn thiện 100%. Rất đẹp. Rồi chỗ đây nó hơi bị lúa chỗ đây này các bạn, đây là chỉ cho các bạn thấy luôn nè. Nhưng mà không quan trọng nha. Hải châu là lũ thép á. Rồi sau đây nhà vườn đoan cũng xin đọc cách trước để anh em nắm về cái tác phẩm hải châu này. Chiều cao của nó là 50. Cao 50. Tán ngang là 55. Tán 55. Hoành eo có 25. Hoành 22. Chiều ngang của cái chiều dài của chậu là 35. Chiều ngang là 20. Đây chậu mình. Rồi mình xin giao lưu với anh chị em cái tác phẩm thứ tư là cây hải châu. Gắn mẫu tử với giá là 2 triệu rưỡi.
Mình xin nhắc lại số điện thoại của nhà vườn đó là 0905 955 644, địa chỉ là ở thành phố gì đó. 2,5 triệu cho tác phẩm Hải Châu. Rồi tiếp theo chương trình giao lưu, nhà vườn đó cũng xin giới thiệu một tác phẩm thứ năm là cây Hải Châu. Cây Hải Châu này có cũng có hai thân, một bởi hai thân, hay có bộ chân rễ đẹp và có hai cái tạc bay đẹp, bay nó nhau ra ngoài đây các bạn. Cây này là nhà vườn cũng đang chỉnh sửa để cho nó hoàn thiện, tức là dây nhôm vẫn còn định hình. Xin thông báo các bạn là cây này cũng đang còn phôi, chứ chưa phải gọi là hàng hoàn thiện gì. Các bạn mua là cái nào cây phôi thì nhà vườn báo cây phôi. Cây này phôi được 50% rồi các bạn, tức là được nhà vườn nuôi 50% rồi. Vậy các bạn chơi cách dập và nuôi thêm. Rồi mình xin báo cái thông số của cây Hải Châu đây. Cây có chiều cao là 25. Cao 25. Thằng bay tính tới cái thằng bay đây vô tới bờ gốc, tâm của bờ gốc là 35. 35. Mình đo cái một thân thôi. Cái bờ đây nó rỡ nhiều quá, không đo nó không chuẩn đâu. Đây là 10. Thân 10. Đằng trên chiếc chậu lục giác là 27 củ bì. Tại có cái thằng này, hai cái thằng này tăng lạc lớn. Rồi mình xin báo giá giao lưu cái tác phẩm Hải Châu số 5 với giá là 1,5 triệu giao lưu tại vườn. Nếu các bạn đều thích tác phẩm của nhà vườn đó thì xin nhắc máy lên và điện thoại theo số điện thoại trên màn hình. Xin nhắc lại là nhà vườn đoan là có trách nhiệm sau khi giao lưu là đóng thùng xốp là gửi đến nhà cho các bạn. Sau đây nhà vườn đoan cũng xin giới thiệu một tác phẩm thứ 6 là một cây sam núi trái. Cây này là cây khai thác nha các bạn. Cây có hoành đế lớn á, hoành đế đây hơi lớn à. Cái cần nuôi là gì già lắm rồi á, cái cần người ta nuôi tại đây là già lắm rồi, gốc to. Rồi cây này là đang trong thời gian chơi kết giật. Gốc quá to gốc. Đang trong thời gian chơi kết giật các bạn. Rồi mình xin báo cái thông số của cái cây sam trái đây. Cây có chiều cao là 25. Cao 25. Tán ngang cái cây là 42. 42. Đây hoành eo một thân nha, mình đâu hoành eo tại đây một thân này. Các bạn để ý nè. Đó tại đây là 14. Một thân nha. Hoành eo của hai thân. Bỏ qua cái rễ trước đây đi. Đây hoành eo của hai thân tại đây là 25. 25. Nằm trên chiếc chậu lục giác 25 phủ bì. Tay liền lạc, nuôi tàng tay nuôi từ lâu lắm rồi. Trái cục, trái chùm. Rồi nhà vườn đó cũng xin giao lưu với anh chị em chơi bonsai một tác phẩm thứ 6 là cây sam núi trái với giá là 4 triệu giao lưu tại vườn. Những cái tác phẩm như thế này các bạn là để lên cái bàn kè, cái quầy ba kệ sách là rất là đẹp, cây chuẩn còn thiện 100%. Rồi tiếp theo chương trình giao lưu, nhà vườn đoan xin giới thiệu một tác phẩm thứ 7 là cây sam núi trái. Cây này là cây khai thác nha các bạn. Cây nào cây nuôi trồng là nó nuôi trồng, cây khai thác là nó khai thác. Cây này là cây khai thác. Cây có một cốt hai thân, dáng này người ta gọi là dáng tỉ mụi hay dáng hên đỡ gì cũng được. Nói chung anh em nào thích gán cho nó cái tên đẹp là gán. Tàn cấp giật. Cây này á, là cái bởi gốc là tương đối được, nhưng mà cái đường thân này các bạn, đường thân nó bằng ngón tay cái này. Đó, đường thân nó nhỏ, nhưng mà cây này nó nhỏ nhưng nó rất là khéo. Được phối trong một cái chậu tượng. Rất khéo các bạn.
nhỏ và rất dễ thương. À, mình xin nói thêm là cái tác phẩm này là anh em nào chơi là để trước bàn làm việc này, để trước bàn học rồi đó, là nhìn rất là hay. Để những cái quầy mà tiếp khách. À, mình xin báo cái thông số của cái cây sam trái núi. Cây có chiều cao là 30. Cao 30. Mình không đo cái ấy, mình đo cái hoành hoành eo của hai thân thôi. Mình không có đo cái thân, thân nãy là mình cho các bạn biết rồi. Hoành eo của hai thân là 14. 14. À, cái miệng chậu của chậu tượng đây là 18 củ bi. Đây rất là dễ thương. Rồi mình xin giao lưu với anh chị em cho bonsai trên toàn quốc. Thế tác phẩm thứ 7 là cây sam trái nằm trong chậu tượng với giá là 2 triệu giao lưu tại vườn. Mình xin nhắc lại là địa chỉ của nhà vườn Đoan là ở thành phố Quy Nhơn. Rồi tiếp theo đây là nhà vườn Đoan cũng xin giới thiệu một tác phẩm thứ 8 là một cây sam thác đổ. Cây này là cây sam bông nha các bạn. Cây này cũng là cây khai thác mà cây sam bông. Cây này là cây thác đổ. Ở đây có cái bộ tàng già lắm á, nhà vườn mới kết lại á. Mới kết lại cho cái bộ tàng nó rỗng ra. Bộ tàng rất là già, xương cứng lắm. Bộ đó lớn lắm nha. Đây rất to. Thân đi lắc xuông tay già. Rồi sau đây nhà vườn Đoan cũng xin đo cái thông số của cái cây sam trái này, sam bông. Cây này có chiều cao là 18. Tính từ một chậu. Cái tàn đổ này các bạn. Tàn đổ là 60. Tàn là 60. Xin đăng cái quạt eo ra ngăn các bạn. Quạt eo của nó là 34. 34 quạt eo. Nằm trong chiếc chậu tròn. Có đường kính là 27 phú bì. Chiều cao của cái chậu là 35. 35. Rồi mình xin quay cuộc dọc nữa rồi cho anh em tham khảo rồi mình báo giá. Rồi nhà vườn Đoan xin giao lưu với anh em chơi bonsai trên toàn quốc cái tác phẩm sam bông thác đổ này với cái giá là 4 triệu giao lưu tại vườn. Rất đẹp. Cây tàn còn vững lắm các bạn. Chì. Tầm đủ đẹp. Rồi tiếp theo đây nhà vườn Đoan cũng xin giao lưu với anh nhà chị em cho bên sai một cây sam trái núi. Cây này là cây sam trái nha các bạn. Cây này có dáng thác đổ. Cây được nhà vườn nuôi nhiều năm. Nói chung là nuôi được cái bộ tàn đây là không dưới 10 năm nè các bạn. Cây có một dáng đổ đẹp. Đường co lét lướng. Đây, cái đường đò con lách. Lách này người ta gọi là 3D á, đây là cái đò cũng lách nè. Điều cái bộ cái đường đi của gốc nó hơi bị yếu chút. Bộ dạng xương da cực kỳ. Rồi Phú quay cái dàn dâm này nè, quay ngửa ngửa lên chút cho anh chị em thấy cái dàn dâm của nó mới khủng. Đây là cái dàn dâm đẹp. Mình xin báo cái thông số của cái cây sam trái núi số 9. Cây đã có chiều cao là 35. Cao 35.
đo từ mặt chậu đâu quý vị. Tán đổ là vô tới từ từ cái đọt đổ vô tới cái tâm gốc là 50. Quanh eo của cây đây. Nó cái eo tại đây nha các bạn. 14. Eo là 14. Đặt trên chiếc chậu lục giác là 27 phu bì. Chiều cao của chậu là 33. Những cây này mà các bạn vừa mà để trong cái bộ salon mà nằm trong cái góc á, các bạn để nó đổ ra là cơ thô rồi cực kỳ. Dàn dao già cù két. À đây nhà vườn đã chơi thích chặt nhiều năm rồi các bạn. Cây này là hoàn thiện 100%. Các bạn vừa là chỉ có chơi két chặt thôi. Rồi sau đây nhà vườn đó cũng xin giao lưu với anh chị cho bonsai trên toàn quốc cái tác phẩm Sam trái núi này với cái giá giao lưu tại vườn là 10.500.000. Nếu anh chị em nào mà yêu thích những cái tác phẩm của nhà vườn Đoan là xin điện thoại qua số điện thoại trên màn hình để kết thúc cái clip ngày hôm nay. Nhà vườn Đoan cũng xin chúc anh chị em cùng với thành phố một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Mình xin hẹn anh chị em đến một cái clip sau. Xin chào tạm biệt. Rồi, chào anh. Rồi, chương trình báo giá của cuốn video mới ngày hôm nay của nhà vườn Đoan. Thành phố xin phép dừng cuốn video. Lần nữa trân trọng cảm ơn chân thành gửi đến quý vị cùng toàn thể tất cả anh chị em rất nhiều. Và đừng quên đăng ký kênh, nhấn quả chuông và chữ tất cả để đón nhận những video mới nhất mà thành phố đăng lên. Rồi, một lần nữa trân trọng cảm ơn quý vị.